Heo, Cậu quay mặt em. em có gì muốn nói không? Cậu quay mặt em. Hello anh em nhé, chào anh em đã trở lại với channel của mình. Vâng, mình là Hưng đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái vlog anh em ạ. Mình sẽ đi thả diều và anh em đi theo mình nha. Thì sau một thời gian mình đang nghỉ của em gái của mình thì nó cho mình đem nhiều cái thẻ đi mời. Thì hiện tại em gái nó mới có 4 tuổi các bạn. Đó, sau một thời gian mình đang nghỉ nó thì nó cho mình đem nhiều rồi. Thì giờ thẻ rồi không nó cũng có thuộc vào gió nữa các bạn. Thì lời đầu tiên mình sẽ gửi tới các bạn đang xem cái video của mình á. Một lời chúc sức khỏe, một lời chào thân thương nhất. Thì hiện tại là khoảng chừng 2-3 giờ chiều gì đó. Và gió thì nó cũng chả có bao nhiêu các bạn. Thì hiện tại mình rất cực lực các mình thẻ con diều này. Đó, thì mình sẽ chuyển cảnh của cái camera các bạn. Vì camera nó sợ nắng, nó không chạy cái nắng được. Nên sau thời gian mình thuyết phục nó thì nó có chịu cái nắng với mình rồi. Thì các bạn muốn biết cái người mà đang quay lại không? Khẻ ái đó anh em à. Thì hiện tại không có gió, khổ khủng khiếp luôn. Các bạn có thấy là con diều hiện tại không có bay anh em ạ. Đó, nó khổ mé ơi luôn đó, nó lên xíu thì rớt đất lại à. Thì mình nói thiệt với các bạn luôn là mình không có muốn thả diều đâu. Thì mình đang ngủ ở nhà. Thì con khẻ ái nó chạy qua nó kêu anh ơi, em muốn thả diều. Mình mới lôi nó mới lôi đầu mình về nhà. Nó biết nhà mình có con diều các bạn. Đó, nó mới lôi đầu mình về để thấy gì với nó. Còn bây giờ nè, đứng ở trong nó quay còn đỡ mình và đó mình vậy đó. Cười em ngủ xem á. Hello anh em. Hiện tại cái gì nó không có bay. Đó là luôn nè. Thì hiện tại diều nó có bay các bạn, mẹ mình mới vui. Bạn thấy bé cũng vui, mình mới lôi bà chạy ra bé lấy diều với mình. Các bạn coi nè, nó có bay nổi đâu. Thế xong gì bệnh luôn. Sau bao nhiêu lần thất bại thì chắc chắn sẽ thành công thôi anh em ạ. Anh em coi nè. Con diều mà nó bay giống như là không muốn bay gì. Con diều mà nó bay giống như không muốn bay gì các bạn. Các bạn thấy không? Giống như một cái lá cây mình đang lơ lửng trên trời làm sao nó bay được. Nhưng mà nhớ cái tài gì, cái tài kỹ năng ngoài đỉnh cao của mình nên mình đảm bảo các bạn luôn nó sẽ lên trời. À coi lên ạ. Lên. Lên đi em ơi, lên. Lên đi. In. Bạn thấy ghê không? Con nó bay đó. Trời ơi. Về lên rồi các bạn ơi. Các bạn coi diều bay nha, mình mở nhạc cho các bạn nghe nha. Ngày xưa ai nói sẽ yêu anh mà thôi, mà sao hôm nay đưa anh đi có một mình, buồn vui hay nước mắt chỉ có em mà thôi. Nhiều đêm suy nghĩ
Lại thấy nỗi đau trong lòng. Ngày xưa anh đã quá yêu em. Không biết hát cái bản quyền không anh em. Mình sợ mình hát xong mình đăng lên mình dính bản quyền nữa. Mình đã ăn trộm cái khúc của Lê Đức Hưng nữa các bạn. Trời ơi, nhiều khi mình hát mình sợ với bản quyền không các bạn. Đó là mình rất là ngại. Rất là ngại cái việc mà mình cover lại một cái bài hát đó. Mình chỉ sợ là mình cover giống quán nên mình dính bản quyền của chủ sở hữu luôn các bạn à, các bạn hiểu không? Thiệt. Tại bạn thấy con gì của mình không? Con gì mất tiêu luôn anh em, mà giờ nó giống như là một cái hộp cát trên xe mạc vậy. Đó, nó như một con ruồi vậy. Này con ruồi camera nó quay tầm 7 vậy trời. Không, cái này chắc nó dơm các bạn. Lúc nó dơm bự lên nó bị chao đảo á. Quay cảnh thấy vậy đó nè. Mất hút, mất khỏi camera đúng không? Còn Thấy nhiều luôn hả? ồ tại vì em nhân thêm 10x mà. Rùi quá, Yeah. đây đùi quá. Thế Anh thôi. gì 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 anh thẻ đứng thì quay. Trời ơi, sao rùi dữ vậy nè. Nói ghê là biết con người sống kiểu tiểu thư rồi đó. Có mấy con người không à. Có mấy con người không mà nó làm cái giọng như này nó sợ người lắm vậy anh em à. Hay à, thật là buồn. Rảnh gỗ lắm sao nó quay con chó rồi các bạn. Thấy con chó dễ thương không? Con chó này nó mới có 5 tuổi, nó đẻ đồng lứa các bạn. Đó. Một lát nữa mình sẽ cho các bạn coi cái tiểu sử của chó này sau. Anh em xem nè, đây là một cái con khỉ ái anh em. Khỉ ái ơi. Nhìn từ sau nhìn tới chắc đẹp gái lắm á. Mà nhìn mặt biết sao à. Các bạn nhìn cái coi. Giấu mặt luôn rồi anh em. Nhìn cũng đẹp đẽ trắng trẻo mày thôi mình mập chứ mới nữa. Tay chân nhà mày dính gì vậy? Lông. Con gì vậy? Em ơi con gì nè? Con ấy nó bu em á. Ngọt quá mày biết sao nó bu. Ngon từ thịt ngọt từ xương. Bi. Nhớ tao không Bi? Mình sẽ làm cái quay vòng 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 nhà mình luôn em. Thì nhà của mẹ mình là trong này nè. Em thấy cây đậu đủ không? Đó, nhà của mình, nhà mẹ mình. Còn đây là chiếc này là chiếc của cặp mẹ xưa ông nội mình ông đi cắt lúa thì mẹ ông mất rồi nên giờ ở đây luôn. Đây là con bi anh em ạ, con bi cái trong một con bi cái à. Mà biết đậu xanh sao mà nó đẻ sớm quá các bạn à. Mới mà bữa trước là mình thấy mẹ mình ẵm nó về nuôi mà giờ nó đẻ con rồi. Con rồi đâu bi? Sao gì không vậy? Nói gì ghê luôn á. Con mày đâu Bi? Gì nặng gì nấy bự thì cho mày lủi đâu vậy Bi? Mày lủi đâu vậy? Mày lủi đâu mà Bi không mày gì vậy Bi? Ơi! Mẹ mày đi bậy đi bẹ. Vâng mà chị khẽ á giống tay xong rồi dây khẽ nhiều nó mệt rồi đi mà. Con không người đâu mày. Gì Gì vậy mày nó dài quá đúng không? Đúng không? Gì dài quá. Anh em à. Nãy giờ mình nói thọt lửa luôn mà nó không quay nên giờ bấm quay nè. Nãy giờ mình kể cái gì mình cũng chả biết luôn. Cái gì mà nó bay cao không? Dây nó cứng lắm nên mình kéo thôi nè. Nó kéo nè. Nhưng cầu ké này không? Cầu ké nè. Mới nói. Nhưng bạn nào mà thấy gì mà sợ mệt á, các bạn cột vô cây á. Mình ngồi mình nhấp gì thôi cũng thật đủ. Bạn quấn vô cây á, bạn cột, mấy bạn cột đầu quay, các bạn quấn vô cây bạn. Các bạn để các bạn gì giảm đi cái độ. Đang nghĩ là mình có gì mình chơi mình phải đi một cái. Các bạn coi nè, tay của mình nè. Vì một đam mê hồi nhỏ đó, đam mê đó là mấy năm trước á, còn 5 năm 6 năm về. Đam mê phép mình nó tay cháy hết luôn.
về con diều á anh em. Giờ cầm lại con diều cảm giác nó như là được quay về tuổi thơ thôi. Mình cắn cái này để tưởng nhớ lại cái ngón tay mình hôm xưa anh em. Con diều của mình là con diều vĩ đại, một con diều đen vĩ đại. Và nếu không biết thẻ là sẽ bị đứt. Và anh em nào nếu không biết thẻ là anh em sẽ bị đứt như con khả. Đứt giống như mình hồi xưa anh em, mấy một tuổi thơ bắt diều một thời mấy vậy, mấy là nó thẻ diều đúng xe luôn. Và anh là một con người bắt tấu. May mình không chết đó, chết là giờ không có clip đâu. Các bạn nào thẻ diều bạn lưu ý nha. Thẻ cho xe mấy cái như điện như người ta ra. Mấy cái cây anten đồ ní ní ra anh em ạ. À. Em phải gần dây điện đồ nó dính vô một cái rồi lỡ mà anh em không biết cách gỡ anh em gỡ chút con dây điện rồi chuyện này chuyện kia nữa biết không. Mình là một ví dụ mình bị rồi mình mới nói anh em biết. Nó lỡ mà dính lên khó lấy quá anh em cắt cho diều bỏ đi về luôn. Không thể diều nữa, bỏ diều luôn mua khác. Chứ đỡ mình có diều có mấy chục ngàn rồi mình làm viện nó 3 tháng trời anh em. Mình biết số tiền nó bổ mua tới mấy ngàn con diều, mấy trăm con diều luôn á. Đó là một bài học nhớ đời của mình. Ai nào đang đẻ muốn thẻ diều thì anh em lưu ý nha. Thẻ mình lưu ý những cái giờ mẹ giờ linh thiêng, giờ 12 giờ trưa rồi em đừng thẻ diều nha. Giờ đó là giờ ấy. Đó, quay ngáo ngay luôn. Thằng áo đé đang quay anh em ạ. Lô. Nhà này ông cho Liên Minh không? Nhà này ông cho Liên Minh không? Tôi thấy mày lên con gì, con ghê lên thao 7 nè. Chinh yêu cho anh gì á. Giờ này còn yêu luôn mày. Cũng chứ giờ yêu chứ. Sao đổi tên đi, đỡ cho Liên cho anh biết gì. Đâu, giờ cho đẹp khác. Đẹp đâu? Đẹp nó quẩy với đâu, xàm. Anh em thân thiết mình nói ngoài đó rồi. Thấy không? Em có gì? Mà em. Em có gì muốn nói không? Đừng quay mặt em. Em có gì muốn nói không? Đi quay anh cho em vừa nói vừa quay cũng được. Quán này anh em coi dặn chơi quán nè. Tay ly à, không được tích sự gì vậy. Bánh bèo vô dụng. Tay ly à. Người ta nói tay to gánh tim, sao tay to mình nó ngu dữ vậy ta. Tay là tay bắp mang chứ không phải là tay to. Mấy người ta nói tay to gánh tim ghê lắm mà quýt liên tay này mình tay này mình tay thấy chiều hả? Cái tay này ta chỉ cầm tiền thôi. Quay ra cho người ta thấy nữa. Đừng quay ra nha chơi, đừng răng lên trên cho nội. Đang. Không. Mình mới có thăng bài, mở bài mà cắt bài, kết bài là phải thu dây lại với nó lẹ kỳ vậy. Cái diều này ta sẽ để miết luôn chứ không. Thu dây lại thì mình phải quay cảnh thu dây gì nhá, mình mới nói. Đứng lên diều em thẻ lên. Bước đi nhưng mà quán đi liền. Quay cái cảnh này lại nè. Sao mà thời gian để ra thấy được rồi, nó thấy cũng nhiều. Được chưa? Để thôi mở mắt. Nhiều cao thế. Cái gì nó không thể à? Nó biết đâu, nó ngủ ở đâu rồi. Không có miệng. Cái tuổi này mình nó ngủ gì? Mày chưa ngủ rồi mà ai ngủ? Trời ơi, còn chưa. Nóng tao hồi xưa sao? Mấy trưa ở gì mấy đèn đứng trên gì ai họ đó nghỉ trưa nắng vô chưa kịp ăn cơm tao đang ăn cơm mà như kia rồi tao thấy gì làm sao mà tao đi luôn á. Tao chưa ăn cơm đang ăn cơm nước rất nhiều nó lỏng dây rồi nó quay luôn rồi mới chất. Cần gì phải cầm thẻ cho nó mệt. Không cần cầm thẻ cho nó mệt. Máy 48 chấm quầy nó nét quá heo. Đúng là Remy mà. Máy wifi rồi. Mệt quá. Mày nó không thể nhiều nữa, đỡ nhiều rồi đó luôn. Đỡ cho nó tự động nó chạy luôn. Tự động nó quay rồi đó luôn. Nên mình cột vô gốc cây cho nó tự động bay luôn. Giờ mày ngủ. Máy bay lên nha. Hai em nào đang xem là clip của anh thì bạn cũng xin một like rồi kênh nha.
cũng như một chia sẻ. Bye bye các bạn nha, nhớ lại bình luận với một video nha anh em, để lại bình luận với video nha, bye bye.